Với hơn 5.000 km đường biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia, nằm ở vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á, khu vực được đánh giá cao bởi sự chuyển mình, phát triển mạnh mẽ và tăng trưởng về hoạt động thương mại, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế, điều kiện chiến lược để kỳ vọng vươn lên trở thành trung tâm giao thương trong khu vực, trở thành cửa ngõ kết nối thương mại quan trọng giữa các quốc gia láng giềng nói chung và các nước trong khu vực Đông Nam Á nói riêng với các nền kinh tế phát triển trên thế giới. Do vậy, một trong những giải pháp hướng tới mục tiêu trên đó là tăng cường xúc tiến thương mại để thúc đẩy xuất khẩu qua biên giới được xem là hết sức quan trọng. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới đất liền sang ba thị trường Trung Quốc, Lào và Campuchia đạt trên 50 tỷ đô la Mỹ, tăng 52,2% so với năm 2022, chiếm 27,68% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương với ba thị trường. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đất liền 2 tháng đầu năm 2024 đạt trên 8,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm sắp xỉ 29% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương với ba thị trường. Bộ Công Thương chúng tôi hiện nay cũng đang hỗ trợ rất là mạnh đối với các địa phương về cái việc là làm sao mà để tiếp cận thông tin thị trường, tiếp cận thông tin về quản lý nhập khẩu đối với các mặt hàng nông sản trái cây về an toàn thực phẩm để cho các cái địa phương nắm được. Việt Nam và các nước có chung đường biên giới đều quan tâm phát triển thương mại biên giới. Hệ thống chính sách về thương mại biên giới đã và đang từng bước được xây dựng, hoàn thiện, hàng hóa trao đổi qua biên giới ngày càng phong phú. Năm 2024 và những năm tiếp theo, xu hướng triển khai đẩy mạnh đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nhằm kết nối liên quốc gia, liên vùng, kết nối đến hệ thống các cửa khẩu, biên giới sẽ là chủ đạo. Đối với Lào Cai, xác định đây là một trong những bước đi quan trọng. Do vậy, tỉnh đã đặt ra mục tiêu hướng đến xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai trở thành một trung tâm logistics hiện đại, đúng tầm là trung tâm kết nối giao thương, khu trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Để đạt được mục tiêu đó, Lào Cai sẽ tiếp tục tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch chi tiết, xây dựng hạ tầng các khu chức năng của khu kinh tế cửa khẩu theo quy hoạch chung của khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai. Góc độ của Bộ Công Thương chúng tôi thì cũng đã phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức rất nhiều hội nghị xúc tiến thương mại, hội nghị phát triển dịch vụ logistics. Ngoài ra thì bản thân góc độ của Bộ Công Thương chúng tôi cũng đang cố gắng đa dạng hóa cái hình thức vận chuyển. Chúng tôi đang cố gắng là cùng với cả Lào Cai đàm phán với cả phía Trung Quốc để làm sao mà có thể là phát triển được cái tuyến đường sắt liên vận quốc tế, phát huy được cái thế mạnh của tỉnh. Lào Cai chúng tôi đang bố trí là vào là gần 9 tỷ cái tiền hoạt động xúc tiến. Thế và cái hoạt động đó thì sẽ đáp ứng được đảm bảo chúng tôi sẽ thực hiện đã đổi mới cái hoạt động xúc tiến thương mại mà làm sao đó là nó mang tính có cái hiệu quả cao hơn và nó thực chất hơn, đưa được doanh nghiệp đến gặp nhau để nó có được những cái kết quả cụ thể chứ không phải là mình chỉ có tổ chức xong là để đấy. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hiện nay hệ thống logistics phục vụ cho thương mại biên giới vẫn khó khăn, cần khắc phục như khó khăn trong khai thác đường sắt với Trung Quốc do chưa đồng bộ về khổ đường ray, chưa có trung tâm logistics với đầy đủ các chức năng cơ bản, dẫn đến chi phí dịch vụ logistics cao, tính liên kết giữa các vùng, các doanh nghiệp gặp nhiều hạn chế. Muốn gọi là đi ổn định, đi xa thì cần phải có sự liên kết vùng, thì từ đó mới tạo ra được cái sự liên kết của vùng này với vùng Tây Nam của Trung Quốc cũng như các tỉnh khác của Trung Quốc, thì vì vậy mà đi rất là đi xa. Bên cạnh đó thì vùng này cũng có những cái phải liên kết vùng thì tạo ra một cái vùng, chúng ta cũng không nhất thiết là phải tính toán đến cái sản xuất hàng hóa cụ thể mà cái vùng này có thể là một vùng dịch vụ trung chuyển hàng hóa. Về cơ sở hạ tầng logistics làm cho chi phí vận tải hàng hóa giữa Việt Nam và Lào còn cao so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Việt Nam tại thị trường Lào và Thái Lan và Trung Quốc. Thứ nữa, do doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua ở góc độ thương vụ theo dõi thương vụ thấy rằng doanh nghiệp Việt Nam thì chưa thực sự là quan tâm xây dựng hệ thống phân phối xuất nhập khẩu tiêu thụ hàng hóa tại Lào, chưa vươn tầm mở rộng được hệ thống phân phối bán buôn bán lẻ tại Lào so với hai đối thủ cạnh tranh là Thái Lan và Trung Quốc. Đây là cái chính sách về một dịch kinh tế của Campuchia. Thì về cơ bản chính sách quản lý xuất khẩu của bạn đặc biệt khẩu các tương đồng với Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm của Việt Nam hầu như sẽ được chấp nhận ở Campuchia. Hàng hóa lương thực thực phẩm có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý Việt Nam được chấp nhận luôn và không cần có một cái giấy chứng nhận nào của bên Campuchia. Thì đối với cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi đều là chúng ta làm sao để nâng cao được cái phương tiện, số lượng phương tiện được của hai nước được đi được chuyển tải cạn qua nước khác. Chúng ta có nên tổ chức các cái hội nghị hội thảo luân phiên giữa các hai nước tại địa phương
của hai nước. Trong bối cảnh tình hình thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế Việt Nam, thì việc đẩy mạnh xuất khẩu qua biên giới của cả nước nói chung và các tỉnh có đường biên giới nói riêng là hết sức cần thiết. Thương mại biên giới đang đứng trước những cơ hội phát triển mới bởi tuyến biên giới đất liền với hệ thống các cửa khẩu, đường giao thông, các hành lang kinh tế xuyên quốc gia, các khu hợp tác kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu thương mại tự do và khu bảo thuế đã và đang được xây dựng, nâng cấp, được đánh giá là một trong những cửa ngõ chính, quan trọng trong hợp tác phát triển kinh tế, thương mại đầu tư giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới.